Chào các bạn, hiện tại mình đang có mặt ở một khu biệt thự cao cấp tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái ngôi biệt thự này là khu biệt thự khép kín và thiết kế mặt tiền chung ở đây theo mình thấy là phong cách tân cổ điển ha. Thì hiện Louis có một gói thiết kế thi công hoàn thiện nội thất cho một khách hàng gọi là chủ nhân của ngôi biệt thự ở đây. Giờ mình sẽ dẫn các bạn tham quan một vòng cái công trình biệt thự mà các anh em công nhân Louis đang thực hiện thi công. Thì mời các bạn theo chân mình. Rồi, cái căn biệt thự mà Louis thi công là cái căn mà có cái chiếc xe ô tô đang đậu phía trước ha các bạn. Đó, có chỗ có tấm bạt đang trải đó. Rồi giờ cùng tiến lại thôi. Đây là cái hình ảnh mặt tiền phía trước của căn biệt thự. Việc cửa là cho nó đóng lại. Các bạn có thể thấy là mặt tiền của biệt thự được ốp đá ha. Đó, hai cái hàng cột này được ốp đá marble màu trắng và cái chân cột thì được ốp đá marble đen. Biệt thự này quy mô là một trệt hai lầu ha các bạn. Rồi còn đây là khoảng sân bên hông của biệt thự. Thì nó cũng tương đối thôi để có thể trồng một ít cây hoa kiểng. Căn biệt thự này là nó có chiều dài tới 10 mét bề ngang ha các bạn. Đã bao gần sân vườn luôn rồi. Rồi, biệt thự nhìn từ bên hông. Rồi giờ mình tiến vào bên trong của biệt thự. Đó, các anh em đang thi công. Rồi các anh em đang thi công nè. Đây các chị này đang chỗ hồ này. Đợt này thì các anh em công nhân Louis được cấp phát cái bộ đồng phục mới các bạn. Để các bạn để ý theo dõi Louis trước giờ thì để ý thì phát hiện ra là cái bộ đồng phục mới này nó sẽ có một cái dãy dạo quang phát quang. Và cái điểm thay đổi lớn nhất ở trong bộ đồng phục này mà mình nói đến đó chính là cái quần. Đó, kỳ này là anh em công nhân đã được cấp phát thêm cái quần mặc cho đồng bộ với cái áo nhìn nguyên set rất là đẹp nha các bạn. Để thấy là các chị của công nhân nuôi chọn cát chọn hồ rất khỏe, đây đào sới liên tục. Rồi còn cái bên này là sẽ là phòng khách hả các bạn. Khách này đã được các anh em nhận đi dây điện rồi nè. Đó, các bạn thấy không? Đấy, dây điện đi xong rồi. Còn tạo được cái tạo hình được cái cột này theo thiết kế. Bây giờ theo chân mình lên trên tầng 1 biệt thự. Do diện tích biệt thự không quá lớn nên cầu thang sẽ là cầu thang dạng sắt vách ha, không phải là cầu thang nhân công. Rồi bây giờ là mình đã có mặt ở trên tầng rồi thì có thể quan sát thấy là các anh em công nhân đang thực hiện cái công tác là xây tường ngăn phòng chức năng. Lúc mà Louis nhận dự án này thì căn biệt thự chỉ mới hoàn thiện xong phần mặt tiền, còn tường bao xây thô, bên trong không trong lắp không có gì hết. Sau đó thì team nội thất mới phải làm việc với anh chị chủ nhà. Đó, để tìm hiểu cầu của anh chị và phân chia ngăn tách lại các phòng cho phù hợp. Cái vị trí hiện tại mình đang đứng sẽ là cái phòng tắm và phòng thay đồ master hả các bạn. Đó, tức là nguyên cái tầng 1 này sẽ dành cho không gian nghỉ ngơi thư giãn của anh chị và chủ nhà. Đó, bên đây là phòng tắm và mình sẽ đi tiến qua phía bên kia sẽ là phòng master. Giờ mình qua phòng master coi bên đó thế nào. Dạ, nó đi hơi thấp và hẹp một chút. Đây, phòng master đây, rất là rộng hả các bạn. Thật ra phòng này được chia là hai. Đó, các bạn thấy từ gờ tường này nè. Nó vừa là để đặt dụng cụ và vừa để bàn làm việc. Đó, cho anh chị làm việc ở đây. Khu mình đang đứng là sẽ là khu làm việc nè.
nói gì sẽ làm, đọc cái gì. Thì anh thấy các anh em đây đang đổ nền, chắc chuẩn bị lót gạch. Còn ở đây anh này đây thì đang có cái đường dẫn ống dây điện. Tao rất là thoải mái luôn, tính bực. Bây giờ mình lên thử trên tầng 2 coi. Bây giờ mình tiến lên trên tầng 2 thôi. Các bạn để ý thấy thì sẽ thấy là các anh em Huy đã có làm sẵn cái hệ thống tay vịn bật sắt bên đây nè. Đó, đi tương đối cảm giác an toàn ha. Nếu không làm đi mình cảm thấy rất là sợ. Đây là phòng 2 đây, đây sẽ là khu vực phòng tập gym đó các bạn. Đó. Ở bên này sẽ là phòng karaoke, giải trí gia đình. Đây, không gian ở đây mình nhớ trong thiết kế sẽ có quầy pha chế, quầy bar gì đó. Còn đây là máy, hệ thống máy của biệt thự. Đây thì nó có sẵn khi như hiện trạng này. Phòng vệ sinh, phòng vệ sinh của phòng giải trí này đã có hệ thống nước rồi. Phòng giải trí cũng không quá lớn, vừa phải thôi. Nếu hát hò thì âm nó mới vang, nó một vọng lại được chứ. Còn bên này sẽ là phòng tập gym ha các bạn. Các bạn thấy đây có hệ thống ổ điện trung tâm. Gym này sẽ để vài cái máy tập, máy chạy bộ gì đó cho anh chị trong nhà. Đấy, bên này sẽ là một phòng thờ và một cái phòng dự phòng. Phòng dự phòng này thì nghĩ chắc để người thân, gia đình ai tới thì cũng có thể có một cái phòng ngủ sạch sẽ đàng hoàng để ở lại qua đêm. Cái toilet luôn này. À, mình thấy có một hồ sơ gì đây. À, hồ sơ thiết kế xin phép. Có logo và mọc đỏ của Louis nha. Rồi, từ đây có thể nhìn ra phía bên ngoài, ban công bên ngoài. Ra ngoài này đứng gió khá là mát các bạn. Sớm đối diện đây là một khu xây căn biệt thự với thiết kế giống nhau, rất là đều và đẹp. Đây là đường phía dưới trước nhà, còn phía đây là sân biệt thự này, có cái sân nhỏ nhỏ lúc mới vào. Căn biệt thự này có cái mái lam che nắng ở ngay ngoài sân. Hiện tại mình đang đứng tầng cao nhất rồi. Trong cái ngôi biệt thự mà Louis nhận cái gói là thiết kế và thi công hoàn thiện nội thất tại quận 2, thì cái ngôi biệt thự này rất là đẹp đúng không các bạn? Thì để có thể theo dõi tiếp theo những cái hình ảnh của ngôi biệt thự này khi đã hoàn thiện rồi, thì các bạn có thể nhấn like và đăng ký kênh để được nhận được thông báo video mới nhất của Louis. Bây giờ xin chào.